Lâu nay chuyện RFA lợi dụng việc đưa tin để chống phá gây phương hại đến lợi ích của một số quốc gia mà họ xem là mục tiêu không còn là chuyện gì đó quá lạ. Tuy nhiên điều đáng tiếc và không phải ở đâu khi nào những hành vi vi phạm pháp luật đó cũng bị nhận diện và xử lý nghiêm minh như tại Campuchia. Theo hãng tin Die Zeit Welt Đức, ngày 14 tháng 11 vừa qua, nhà chức trách Campuchia đã bắt quả tang hai trường hợp là U Ong Chin và Yang So Tha Rin khi hai người này đang gửi bài viết chứa thông tin gây hại về quốc phòng cho Đài Châu Á Tự Do RFA. Sau đó, ngày 18 tháng 11, tòa án Campuchia cáo buộc hai người này phạm tội gián điệp và cáo buộc này có thể dẫn đến án tù 15 năm cho mỗi người. Được biết, U Ong Chin và Yang So Tha Rin từng làm việc cho RFA trước khi văn phòng RFA chi nhánh Phnom Penh bị đóng cửa vào tháng 9 vừa qua. Qua một số tài liệu thì RFA được lập trong thời điểm chiến tranh lạnh, tức năm 1950, và hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA và lấy nguồn ngân sách từ Quốc hội Mỹ. Mục tiêu là tuyên truyền đường lối của Mỹ bằng tiếng địa phương đến các quốc gia Mỹ xem là kẻ thù, đặc biệt là Liên Xô trước đây. Việt Nam cũng là một nước Đông Nam Á như Campuchia. Lào cũng là một mục tiêu được RFA hướng đến trong chiến dịch sử dụng tuyên truyền để chống phá của mình. Tại Việt Nam, dù không có văn phòng đại diện trong nước như RFA, thông qua nhiều cách thức khác nhau mà phổ biến là thường xuyên đăng tải nhiều bài viết vu khống, bôi nhọ hình ảnh đất nước Việt Nam, nhà nước Việt Nam nhằm hạ thấp vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, trên mạng Internet, móc nối liên hệ phỏng vấn các cá nhân trong nước mà đa phần là các đối tượng phản động có số má. Điển hình, mới đây, dù biết chuyện ông Nguyễn Khắc Thủy trước khi bị xử lý hình sự với tội danh dâm ô với bản án 3 năm tù giam, thì ông đã ít nhất bị khai trừ đảng, nhưng khi thông qua việc phỏng vấn GB Nguyễn Hữu Vinh ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, nhà đài này đã cố tình lèo lái câu chuyện sang hướng khác, đồng nghĩa việc đốt thẻ đảng của ông Thủy với việc ngày càng có nhiều đảng viên bất mãn với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ hiện thời tại Việt Nam. Trong đó, trong phỏng vấn GB Nguyễn Hữu Vinh đã nêu, hẳn là người dân sẽ không nghi ngờ rằng vụ án sẽ được điều tra nhanh hơn, tội ác sẽ được xét xử sớm hơn, minh bạch rõ ràng và thích đáng hơn cho tội phạm này. Nếu Nguyễn Khắc Thủy không phải là đảng viên, nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, nếu Nguyễn Khắc Thủy không mang theo chữ nguyên mà là đảng viên đương chức, hẳn lão sẽ không phải hầu tòa hôm nay, bởi tiền và quyền sẽ cứu lão khỏi cái án này. Hoặc cũng có thể nếu không có chữ nguyên thì chắc lão có đầy các nhân viên chân dài, đầy các cháu măng tơ để lão giải sầu mà không cần phải có hành động dâm ô với trẻ nhỏ. Nhưng cho đến khi mang chữ nguyên phó triệu kia, lão vẫn không sợ luật pháp. Có lẽ cái thẻ đảng với 51 tuổi đảng kia đã làm lão quá tự tin. Những vụ việc xâm hại các bé gái, tội ấu dâm, hiếp dâm trong xã hội Việt Nam không phải là hiện tượng hiếm. Sở dĩ nó tồn tại và ngày càng phát triển chỉ vì luật pháp đã không nghiêm trong một hệ thống chính trị mục rã, đạo đức xã hội suy đồi, và qua đó như sự dung túng cho việc xâm hại ngày càng rộng rãi mà không bị trừng trị. So với Campuchia thì việc thực hiện xử lý tại RFA tại Việt Nam sẽ không dễ dàng gì. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thực hiện. Mọi chế độ luôn biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bị đe dọa với những gì đang tiếp diễn, và thực hiện thì không loại trừ sẽ có lúc RFA sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Hy vọng việc bị chính quyền Campuchia xử lý đối với hai phóng viên của mình sẽ khiến RFA rút ra bài học kinh nghiệm xương máu.